Vâng, em xin chào các anh. Em vừa mới lên cái con 392 hôm qua thì đã có khách anh ấy chốt rồi. Thì hôm nay là vẫn đang có bác ấy hỏi cái dòng đến ông size 43 này, dòng 390 các bác nhá. Thì ở đây em lại có một con nữa là con 390 SE phụ các bác. SE với AE thì là hai con này sẽ ra gần như là cùng thời điểm với nhau. Nó khác một tí xíu ở cái núm, một con là màu bạc, một con là màu kiểu màu mạ chrome như này thôi. Đấy. Thì về chất âm thì hai con sẽ ngang nhau các bác nhé. Đều công suất 150W, điện 100V, trở kháng từ 4 đến 16. Đấy. Thiết kế thì gần như là như nhau. Đấy. Đấy. Đấy, các anh nào mà đang có nhu cầu thì alo em nhá. 390 SE. Con này có thể ghép bốt canip hoặc là những cái dòng Boston các thứ khá là ok nhá. Đấy. Thì đều rất là ok vì những cái dòng loa hiện đại nó cây ấy, các loa cây mà như canip hoặc các thứ là ok luôn nhá. Loa cây 2 bát 16 đánh thoải mái. Đấy. Đến ông 390 SE. Đấy, âm ly thì đây như các bác thấy này, hàng đẹp nha. Còn tất nhiên đây là hàng bãi đã qua sử dụng. Đấy. Dù là hàng đấu mạng chăng nữa thì có thể là vẫn sẽ không có thức sát một tí này. Không thể cháy 100% này, một xíu xíu này. Đấy. Nói chung là không thể cháy 100% đâu nhá. Đấy. Sẽ có ý các bác nhé, không thể cháy 100% được. Đấy, bây giờ em xin mời các bác nghe một loại chất âm của nó này. Ok nhá, thì con 390 SE này như các bác thấy là hàng còn rất là đẹp. Đấy. Nói chung chất âm của nó cũng rất là phê luôn. Đấy, trong cái dòng này thì những cái dòng này là những dòng đời mới các bác nghe, những cái dòng đời cao của nó. Bọn này sản xuất rất là mới gần đây, khoảng những năm 2011, 2012, thậm chí là 2015, 2016. Đấy, rất là mới các bác nhá. Các bác nào mà đang có nhu cầu mua những con này thì báo cho em nhé, số điện thoại đặt hàng là 0979891682 hoặc là 0966594581 nhé. Đấy, con này, những con này thì là đáng lý ra là con này 4,2 triệu đấy, nhưng mà hôm qua cái con 390 AE kia là nhà em bán chương trình khuyến mại là 3,680,000. Đấy, thì đang có mấy bác cũng đang hỏi bảo em ơi đi em thêm làm thêm phát nữa đi.
Thì ok, được rồi, con này thì em vẫn sẽ để theo cái giá gọi là như chương trình như hôm qua, nốt con này thôi nhá. Bán cái này suốt ngày cái này để các bác quá rồi, rồi lại có khi các bác lại thấy mấy hôm sau Nguyên Vũ Audio đóng cửa treo biển phá sản đấy. 3.680.000 con máy này nhá. Bác nào mua ngay cho em nhé. Em xin chào các bác và xin hẹn gặp lại các bác ở những cái video tiếp theo bên em nhé. Xin chào các bác ạ.